Đền Và, thị xã Sơn Tây, Hà Nội vốn là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nên khách du lịch vẫn thường xuyên lui tới. Đi từ đầu năm giờ đến đây rất là đông. Hôm nay là còn vắng, có hôm những cổng trước có những hôm 60 xe. Ngôi đền bao năm vẫn vậy, không có dịch vụ gia tăng, cũng chẳng có gì mới mẻ. Du khách đến thắp hương rồi tham quan chỉ 10-15 phút là về. Vậy mà nay bỗng dưng đông khách một cách bất thường. Không phải là không có lý do. Miễn phí mà, miễn phí tiền xe đấy này. Bữa ăn trưa là cho ăn bữa ăn trưa. Công ty nào tài trợ thì không biết, tài trợ toàn bộ từ Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng các thứ. Phóng viên có mặt ở Đền Và trong nhiều ngày liên tiếp. Đúng là ngày nào cũng rất đông khách tham quan, chủ yếu là những người cao tuổi ở khắp các tỉnh thành phía Bắc. Để có mặt ở đây vào lúc 8 giờ, những vị khách này phải xuất phát ở địa phương từ lúc tờ mờ sáng. Bên mình là ở Thái Nguyên, Thái Ca. Tour này mình đi đông người. 5 xe. Tour du lịch này là trên Đài Thọ. Ở đâu Đài Thọ bác? Chiến binh tổ chức rồi. Có mất phí không ạ? Miễn phí hoàn toàn. Cả tour du lịch là miễn phí, nhưng đến cuối cùng vẫn có thứ phải trả tiền. Đó là những món đồ được doanh nghiệp tổ chức tour chào bán vào giữa những chuyến đi. Đã có người chi cả vài triệu đồng để sở hữu những sản phẩm mà không biết thực hư chất lượng thế nào. Chảo đa năng là 2.150.000, hồng ngoại giá là 2.550.000. Nếu như hỏng mình phải chế ô, đúng không ạ? Thơm này đi chơi, gọi mua một cái quà. Hỏng thôi, thế là xong. Vô tư đấy. Vô tư, nó hay thế. Phấn khởi vì có chuyến đi miễn phí chưa được bao lâu, thì nay nhiều người đã phải hối hận.